hội thảo hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng du lịch và dịch vụ, kinh nghiệm thế giới và đề xuất cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Hàng trăm hộ dân nhờ vào khai thác nhựa thông đã có phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Vấn đề xử phạt học sinh thế nào cho đúng, có giới hạn nào trong xử phạt học sinh, ý kiến chuyên gia xung quanh vấn đề này. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã cùng thức dậy với chương trình Huế Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, việc nghiên cứu phát triển tỉnh trong chiều qua đã phù hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng du lịch và dịch vụ, kinh nghiệm thế giới và đề xuất cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Thế Định đã đến dự. Mục tiêu của hội thảo giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm các mô hình đầu tư công hiện nay trên thế giới để tăng cường sự hiểu biết về hình thức hợp tác công tư. Với nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế thì việc đầu tư cho phát triển hạ tầng gặp khó khăn, đặc biệt là phát triển hạ tầng du lịch và dịch vụ. Do đó, việc huy động vốn từ khu vực tư nhân đang được nhà nước ưu tiên phát triển. Trong đó, do tính chất đặc thù, mô hình hợp tác công tư PPP luôn là một trong những phương án huy động vốn được ưu tiên lựa chọn trong triển khai các dạng đầu tư hạ tầng du lịch và dịch vụ. Tại hội thảo, nhiều vấn đề đã được các chuyên gia chia sẻ như các mô hình phát triển dự án đối tác công tư và hình thức hợp đồng dự án không pháp lý tại Việt Nam về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, triển khai hợp tác công tư trong lĩnh vực du lịch tại Hồng Kông, thực tiện một số dạng hợp tác công tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, các đại biểu tham dự hội thảo thẳng thắn trao đổi và có những đề xuất để giúp tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng ý tưởng cho hoạt động đầu tư theo mô hình hợp tác công tư PPP. Tiếp tục chương trình làm việc, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Cả Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn giai đoạn 2015-2018. Báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, từ năm 2015 đến năm 2018, Sở Tài chính đã tham mưu ban hành 8 văn bản triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16 của Chính phủ và thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ, đánh giá nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân loại các đơn vị sự nghiệp theo quy định mới và tăng mức độ tự chủ tài chính của 4 đơn vị từ đơn vị sự nghiệp từ đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên sang đơn vị từ đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên. Trong đó, một đơn vị chuyển sang hình thức đặt hàng dịch vụ công. Tính đến tháng 7 năm 2019, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 745 đơn vị, giảm 64 đơn vị so với năm 2015. Tỷ lệ giảm đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn là 7,9%. Trong đó, đơn vị từ đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 1 đơn vị, đảm bảo chi thường xuyên 26 đơn vị, từ đảm bảo một phần chi thường xuyên 144 đơn vị, từ do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên là 574 đơn vị. Tại buổi làm việc, những khó khăn trong việc triển khai Nghị định 16 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được nêu ra như vấn đề quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công, danh mục đơn vị sự nghiệp công, định mức kinh tế kỹ thuật chưa có, việc triển khai cơ chế tự chủ còn lúng túng, chậm. Đây là những tồn tại cần sớm khắc phục thì việc triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập mới thực hiện có hiệu quả. Trước việc nhiều ngân hàng thương mại ồ ạt tăng mạnh lãi suất huy động gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra cảnh báo những tổ chức vi phạm có thể bị thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước, một số tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thời gian gần đây đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng nhanh và khá lớn ở một số kỳ hạn thông qua số chương trình sản phẩm chứng chỉ tiền gửi có mức lãi suất cao. Để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng cần nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 01, đồng thời yêu cầu các đơn vị chấp hành quy định về lãi suất tiền gửi đối với khách hàng, trích lập dự phòng theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tín dụng của các tổ chức tín dụng, cũng như sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, cây thông được trồng với diện tích khá lớn tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những năm trở lại đây, nhờ có vùng rừng thông rộng lớn, không những góp phần tăng nhanh độ che phủ mà còn tạo ra hiệu quả kinh tế cao từ nghề rừng. Hàng trăm hộ dân ở địa phương này nhờ vào khai thác nhựa thông đã có phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Huyện Phong Điền có diện tích rừng trồng hơn 12.200 ha, trong đó có gần 1.300 ha diện tích rừng thông, tập trung chủ yếu ở năm xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong An và thị trấn Phong Điền do Công ty Lâm nghiệp Phong Điền quản lý. Cây thông được trồng chủ yếu ở đây là thông nhựa hai lá. Do lực lượng công nhân ít nên công ty đã giao khoán cho người dân của địa phương quản lý khai thác. Nhờ vậy tạo việc làm ổn định, thường xuyên với mức thu nhập cao.
Cái thống làng đem tới hiệu quả cho người dân, vì lúc này là công nhân là rất ít, như chứ để cho dân hợp đồng vô làm. Làm thì người công cũng người dân làm về mùa thiệt cao điểm tháng 5, tháng 6. Thì người công được hưởng 200, 220 là đi đi sớm về về trưa cứ khoảng 10 giờ là người công của y rượu mà làm công việc đều. Nguồn thu nhập phải nói rất ổn định, là vì cái nghề này là bà con họ giống như rừng của họ, nhưng nhà nước giao cho họ, cho nên họ ngày nào họ cũng đi làm cả. Ngoài lao nông nghiệp ra thì họ bắt đầu ngày nào cũng muốn khai thác giao thông, thì đây là một vấn đề mà phải nói là xã rất chứ là mừng, có công ăn việc làm cho dân rồi là thu nhập của người dân lên. Hiện nay trên địa bàn Phong Điền có trên 350 hộ gia đình nhận chăm sóc và khai thác nhựa thông, với sản lượng hàng năm đạt trên 600 tấn. Thu nhập từ nghề này từ 30 đến 50 triệu đồng một hộ một năm, hộ cao trên 100 triệu đồng. Việc chia sẻ lợi ích cho các hộ nhận khoáng trong khai thác nhựa thông đã góp phần toàn nguồn thu nhập giúp bà con nông dân xóa nghèo. Việc giao khoáng khai thác nhựa thông thì toàn bộ cái diện tích này chúng tôi cũng giao khoáng cho những cái hộ khai thác nhựa thông, nó vừa làm công tác khai thác nhựa thông và vừa quản lý bảo vệ trên cái diện tích rừng mà các cái hộ dân đó nhận khoáng. Thì đây là một cái lực lượng tại chỗ rất quan trọng cho một khi mà có cái việc mà cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp Phong Điền đang có kế hoạch mở rộng đầu tư nhà xưởng chế biến nhựa thông đạt tiêu chuẩn, từ bước hạn chế tình trạng bạc nhựa thông theo dạng nguyên liệu, với mục đích nâng cao giá trị của nhựa thông, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa nguồn thu nhập cho người dân. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng qua, Thị ủy Hương Trà tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc Thị ủy Hương Trà. Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà đã trao huy hiệu Đảng cho 32 đồng chí đảng viên, trong đó có 4 đồng chí vinh dự được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Hương Trà đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 cho đội ngũ cán bộ làm công tác này tại các địa phương. Việc ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm xác định lập danh sách, phân loại chính xác đầy đủ số liệu thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2020. Theo đó, các đại biểu tham dự được tập huấn những nội dung mới được sửa đổi bổ sung trong thông tư số 14/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội so với thông tư 17 được ban hành trước đây. Cụ thể là một số sửa đổi bổ sung liên quan đến danh sách hộ gia đình cần ra soát, danh sách hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo, nhóm đối tượng nghèo thu nhập và nhóm đối tượng nghèo đa chiều, quy trình trong họp dân để thống nhất kết quả điều tra cùng việc hướng dẫn cho chính quyền địa phương giải quyết trong trường hợp hộ không thuộc diện nhưng có đơn yêu cầu ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là những vấn đề thiết thực giúp kết quả điều tra ra soát phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tránh trường hợp bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo hay chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương. Trong năm nay, Thừa Thiên Huế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,05% xuống 4,33%, tương ứng với 2.015 hộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020, trong đó nội dung đảm bảo học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày. Ra soát, đánh giá, đảm bảo các điều kiện cần thiết để các trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi một ngày là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các địa phương trong năm học mới. Đặc biệt là điều kiện dạy học lớp 1, lớp đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình chọn sách giáo khoa để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai có chất lượng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tuyển sinh lớp 1 và cả tuyển bổ sung, Đại học Huế cũng chỉ có khoảng từ 70 đến 75% số thí sinh trúng tuyển đăng ký nhập học.
thiếu chỉ tiêu tuyển sinh giờ đây không chỉ là vấn đề riêng của Đại học Huế mà rất nhiều đại học khác trên cả nước cũng đang gặp phải. Về nguyên nhân tại sao xảy ra hiện trạng này, mời quý vị khán giả theo dõi qua phóng sự sau. Trường Đại học Sư phạm Huế năm nay là trường có số lượng thí sinh xác nhận nhập học đạt tỷ lệ khá thấp, chỉ khoảng hơn 500 thí sinh xác nhận nhập học trên tổng số 1.400 chỉ tiêu tuyển sinh. Thực trạng này có thể là hệ quả hiển nhiên khi mà vài năm trở lại đây, khối ngành sư phạm sử dụng ngưỡng điểm sàn riêng. Và với năm nay thì ngưỡng điểm này là 18 điểm. Ngưỡng điểm này có thể nói là khá cao so với phổ điểm, gây không ít khó khăn cho các trường sư phạm. Trường Đại học Sư phạm Huế sau tuyển sinh đợt 1 đã phải tuyển bổ sung 1.170 thí sinh cho 20 nhóm ngành, con số quá lớn so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Và kể cả có tuyển bổ sung thì một số ngành vẫn có khá ít hồ sơ. Chỉ riêng các mảng ngành sư phạm mầm non và tiểu học là có khả năng tuyển đủ. Theo lãnh đạo nhà trường thì việc ngưỡng đảm bảo đầu vào khá cao là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác tuyển sinh. Nhưng một nguyên nhân cũng khá quan trọng chính là việc rất nhiều thí sinh e ngại về khả năng có việc làm sau khi ra trường của các khối ngành sư phạm. Có hai cái yếu tố mà người ta xin quan tâm. Một là yếu tố việc làm. Thứ hai là yếu tố về dịch chuyển ngành nghề trong bối cảnh cái nền công nghiệp 4.0 này. Thì hai yếu tố nó tác động đến cái việc mà chọn nghề nghiệp của người học. Nhưng mà một trong những cái mà sinh viên nó không nhận thức được đó là cái kỹ năng nghề nghiệp trong cái giáo dục của nhóm không này, mà một trong những cái kỹ năng nghề nghiệp thì đối với các trường sư phạm hết sức chủ động. Đấy, còn vấn đề về chuyên môn thì hầu hết các trường thì đều đặt vấn đề, nhưng mà một trong những vấn đề mà các trường sư phạm mà quan tâm nhất đó là cái rèn luyện cái năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, mà đó là một yếu tố mà đáp ứng được trong cái yêu cầu hiện nay. Tôi tin chắc rằng là với cái điều kiện như vậy thì sinh viên ra trường mà có việc làm, khi sinh viên ra trường có việc làm rồi thì đều tuyển vào sẽ thật tốt. Cũng là trường thành viên của Đại học Huế, nhưng những năm gần đây, một số trường như Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Khoa Du lịch lại có tỷ lệ tuyển sinh và số thí sinh đăng ký nhập học khá cao. Năm nay, một số trường có lượng thí sinh xác nhận nhập học cao như trường Đại học Kinh tế, hơn 1.740 thí sinh trên 1.670 chỉ tiêu. Trường Đại học Ngoại ngữ, gần 1.460 thí sinh trên 1.440 chỉ tiêu. Trường Đại học Y Dược, hơn 1.250 thí sinh trên 1.380 chỉ tiêu. Khoa Du lịch gần 1.140 trên 1.450 chỉ tiêu. Sở dĩ những trường này có số lượng thí sinh nhập học cao, bên cạnh chất lượng, uy tín đào tạo của trường, thì đây cũng là những trường luôn có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ở mức cao. Việc làm sau khi tốt nghiệp luôn là vấn đề bức xúc, không chỉ đối với bản thân sinh viên mà cả đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Có một việc làm đúng với ngành nghề đào tạo luôn là mơ ước không chỉ đối với các sinh viên tốt nghiệp ra trường, mà ngay cả đối với các em khi bắt đầu lựa chọn ngành học, trường học. Em là người ở Kon Tum, còn việc lựa chọn Đại học Huế về bên chuyên ngành là Khoa Du lịch, đặc biệt là ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, là bởi vì em thấy cái ngành này sau này là em sẽ là một hướng dẫn viên du lịch. Hầu như bây giờ nếu tất cả các sinh viên lựa chọn về trường học thì mong muốn đầu tiên của các bạn ấy là ra sẽ dễ xin được việc làm, có việc làm sớm nhất. Em nghĩ theo sinh viên thì chúng ta nên lựa chọn một ngành học phù hợp và sẽ có đầu ra ổn định và phát triển cho cả bản thân mình và lẫn đất nước. Nguyên nhân chính thì có thể nói là ngành du lịch hiện tại ở Việt Nam của chúng ta phát triển rất là mạnh. Vì vậy các em sinh viên sau khi ra trường cơ hội việc làm rất lớn. Cái thứ hai cũng là một sự nỗ lực của khoa. Khoa Du lịch hiện tại được xem là một đơn vị đào tạo có chất lượng, có uy tín, không chỉ khu vực miền Trung mà cho cả nước về đào tạo về du lịch. Điều đấy thể hiện ở sinh viên đăng ký vào trường. Hiện nay thì cái quy mô hay là cái phạm vi sinh viên đăng ký vào trường khá rộng. Có thể nói rằng không chỉ là sự cạnh tranh giữa các trường đại học, mà giờ đây các trường đại học còn phải cạnh tranh với các trường cao đẳng nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trước những thách thức đó, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải có sự thay đổi mình và một chiến lược liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo sát đúng với nhu cầu xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để quá trình giáo dục hiệu quả, đòi hỏi các nhà giáo phải có sự nghiêm khắc, nhất là trong xử lý kỷ luật về học sinh. Tuy nhiên, việc xử và trách phạt như thế nào để cho phù hợp lại là điều không dễ dàng. Thực tế, trong thời gian vừa qua, đã xảy ra rất nhiều hình thức xử phạt khi học sinh mắc lỗi, như cho các bàn tát, uống nước giải lau bàn hay nhổ vào tủ khiến dư luận bức xúc.
Vậy xử phạt thế nào cho đúng, có giới hạn nào trong xử phạt học sinh? Ý kiến chuyên gia xung quanh vấn đề này. Lôi kéo, quạt mắng, nhổ vào tủ đồ là cách xử lý của giáo viên cơ sở mầm non Bếp Của Bia Việt Nam thực hiện khi học sinh không nghe lời. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong rất nhiều hình thức kỷ luật tiêu cực, thậm chí là bạo lực xảy ra trong thời gian vừa qua. Nghe sự việc này thì tôi cũng rất sốc. Thì đến khi đến cuộc họp phụ huynh này thì tôi mới biết rõ ràng sự việc xảy ra như thế. Khẩu hiệu yêu cho roi cho vọt đã không còn phù hợp với môi trường giáo dục mới. Theo các chuyên gia, những hình phạt học sinh theo xu hướng tiêu cực đang chứng tỏ sự bế tắc của giáo viên. Chúng tôi thấy rằng là cái kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm của giáo viên, nó là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái tình trạng bạo hành trẻ. Để giảm áp lực cho giáo viên cũng cần phải có một cái giải pháp nữa, đó là nâng cao năng lực của giáo viên. Trước áp lực của phụ huynh xã hội về các hình thức xử phạt học sinh, nhiều thầy cô đã mất đi nhiệt huyết. Họ lên lớp bởi nghiệp vụ, học sinh sai sợ không giảm xử phạt. Từ đó, vai trò định hướng giáo dục trẻ ở trường cũng bị hạn chế. Theo nhiều chuyên gia tâm lý, các hình thức xử phạt cần phải có tiêu chí lựa chọn. Những hình thức phạt phải mang tính là gì? Có văn hóa, đúng chuẩn, đạo đức, đúng quy định của luật và đúng với cái vai trò của người thầy phạt, nhưng mà trên cơ sở tình thương, chứ không dồn đứa trẻ vào một cái chân tường. Ở đây trong giáo dục người ta gọi là phương pháp kỷ luật tích cực, tức là làm sao khơi dậy được cái tính tự giác, cái tự chịu trách nhiệm của học sinh đó để nó đưa ra những cái giải pháp thay đổi, chứ không nhất thiết phải dùng đòn roi. Có rất nhiều hình thức để có khen có phạt, nhưng làm sao để học sinh tiến bộ chứ không phải sử dụng nhục hình hay áp đặt sẽ là mục tiêu của ngành giáo dục cần hướng tới, để không còn những hình ảnh nhục trẻ hay phạt quỳ diễn ra trên bục giảng. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão Pondun, dự báo thời tiết trong ngày hôm nay khu vực Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, sau đó tăng dần lên cấp 7, mưa lớn tiếp tục xuất hiện trong ngày hôm nay 30 tháng 9. Những thông tin dự báo thời tiết cụ thể dưới đây cũng là lời kết của chương trình Huế ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tất cả chào tạm biệt. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 nên ở Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vừa, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 26 đến 27 độ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cụ thể các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, gồm 87%. Các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, gồm 86%. Khu vực thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, gồm 86%. Khu vực huyện A Lưới có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, gồm 88%. Huyện Nam Đông có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, gồm 85%. Đảo Sơn Trà có mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, gồm 84%. Thời tiết biển có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 cấp 10 giật cấp 11, biển động rất mạnh.